Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước Ống Kính phát sóng trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng 12, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khắp cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng cập nhật qua ống kính an ninh. Thưa quý vị, thời gian qua hàng loạt vụ việc cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản để siết nợ liên tục bị đưa ra xử lý. Những thông tin mời gọi cùng với số điện thoại sẵn sàng phục vụ khiến không ít người đang cần vay nóng không ngần ngại kết nối. Tiền vay không lớn khoảng vài chục triệu đồng nên nhiều con nợ chủ quan không xem xét kỹ các điều khoản. Cuối cùng nợ phải gánh cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Dịch vụ đòi nợ thuê cũng theo đó mà phát sinh. Tại tỉnh Đồng Nai, hàng trăm chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động vừa tổ chức vây bắt các đối tượng gây rối khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ tại bệnh viện Tâm Hồng Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Sau một đêm đến rạng sáng nay, công an tỉnh Đồng Nai mới tạm giữ 14 đối tượng nghi có liên quan đến vụ việc. Đối tượng Đặng Quang Toàn, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, cùng vợ và 12 đối tượng khác đã xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước, uy hiếp, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi nợ, gây hỗn loạn tại đây. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 100 cảnh sát phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ thuộc Bộ Công an, bao vây phong tỏa khu vực. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có mặt tại hiện trường. Đến 2 giờ sáng nay ngày 22 tháng 12, công an đã dẫn giải 14 đối tượng đòi nợ về cơ quan chức năng. Một số đối tượng sau đó bị đưa về nhà riêng để khám xét khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước khai nhận có vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn 550 triệu đồng. Do quá hạn, chủ nợ yêu cầu ông Thử phải trả tiền phạt và tiền lãi đến 25 triệu đồng một ngày. Chuyển sang thông tin liên quan đến tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ hai đối tượng bị cảnh sát Đài Loan Trung Quốc truy nã đang lẩn trốn tại Việt Nam. Các đối tượng này liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển trái phép hơn 1,1 tấn ma túy. Khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp, lực lượng chức năng Việt Nam đã rà soát phát hiện hai đối tượng Teng Tiên, sinh năm 1956 và Chen Chi Hsiun, sinh năm 1963, cùng quốc tịch Đài Loan Trung Quốc, đang xuất hiện ở một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh và đã phối hợp bắt giữ. Đây là hai đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển 1.150 kg ma túy từ vùng tam giác vàng qua các nước Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và đã bị cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc bắt giữ cuối năm 2018. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ, bàn giao hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin tiếp theo được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an quận 7, quận 2 cùng cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ một vụ án mạng khiến một người nước ngoài tử vong, hai người khác bị thương. Công an phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo về một vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là một phụ nữ Hàn Quốc, ngoài ra còn có hai người khác bị thương. Cùng thời điểm nhận tin về vụ việc, công an cũng ghi nhận một chiếc xe hơi bị đốt cháy ở khu vực gần cầu Thủ Thiêm, quận 2, nghi có liên quan đến án mạng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Liên quan đến vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày phần tự bào chữa cho mình. Bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận ký quyết định số 236 là sai phạm đáng tiếc của tôi. Giống như nhiều bị cáo trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, bị cáo Trương Minh Tuấn nhất trí về hai tội danh mà bị cáo bị truy tố và cho rằng bản luận tội của viện kiểm sát đã phân hóa rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án. Việc ký quyết định 236 là sai phạm đáng tiếc, ngoài mong muốn của bị cáo. Quá trình điều tra, truy tố và xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã nhận thức rõ hơn các góc khuất của vụ án mà trước kia khi đương chức bị cáo không nhận ra. Cụ thể, trong vụ án này đã sai ở tất cả các khâu, các thời điểm, sai từ trên xuống dưới, sai về giá mua và trình tự tiến hành dự án. Bị cáo đã động viên gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ trong vụ án này, khắc phục hoàn toàn hậu quả trong vụ án.
Cùng với bị cáo Tuấn, các luật sư bào chữa cũng mong hội đồng xét xử tiếp tục xem xét giảm án hơn nữa để bị cáo Tuấn cũng như các bị cáo khác sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm người có ích cho xã hội. Khép lại bản tin chiều nay là những tình huống giao thông nguy hiểm mà mọi người cần cảnh giác, nhất là vào dịp cuối năm khi mà tình hình giao thông phức tạp và khó lường hơn ngày thường rất nhiều. Vụ việc này được cho là xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. Vào khoảng 9 giờ sáng 21 tháng 12, khi trời mưa, đường trơn và ít phương tiện qua lại, một cậu bé đã đạp xe giữa đường, thậm chí là lấn sang cả làn ngược chiều mà không hề chú ý quan sát. Do khuất tầm nhìn bởi xe ô tô lưu thông hướng ngược chiều, cậu bé bị giật mình, phanh gấp rồi quay đầu tránh người phụ nữ chạy xe máy, khiến cả hai ngã xuống đường. May mắn là chiếc ô tô đi sau chạy chậm, nếu không tai nạn đã có thể xảy ra. Một tình huống giao thông đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người không khỏi thót tim. Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của ô tô đang lưu thông trên đường, khi vừa tới ngã tư thì từ làn đường cắt ngang, một ô tô con bất ngờ vượt đèn đỏ cắt ngang đường xe container đang lưu thông. Rất may, tài xế xe container đã kịp thời bẻ lái hết cỡ. Hai người chạy xe máy cũng đánh lái kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngay khi được đăng tải, clip đã thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích ý thức tham gia giao thông của tài xế xe ô tô con, đồng thời khen ngợi cách xử lý nhanh chóng của lái xe container. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị đón xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.